Ngày 17 tháng 11, đoàn công tác TP Đà Nẵng do Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng làm trưởng đã thăm và làm việc với tập đoàn công nghệ hàng đầu toàn cầu Intel tại Hoa Kỳ. Đoàn công tác TP Đà Nẵng có sự tham gia của ông Gilberto Vargas, Phó Chủ tịch, Giám đốc Kinh doanh và Marketing của tập đoàn Intel. Trong buổi làm việc, lãnh đạo tập đoàn Intel đã đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh hai nước đang nâng cấp mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Với sự hiện diện của lực lượng lao động trẻ và nhiều tài năng, Việt Nam và Đà Nẵng đều trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các công ty đa quốc gia như Intel. Hiện nay, Intel Product Việt Nam là nhà máy lớn nhất trong tổng số 4 nhà máy lắp ráp và kiểm thử của Intel trên toàn cầu. Lãnh đạo Intel đã giới thiệu những giải pháp công nghệ mà tập đoàn đang phát triển, đặc biệt là trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, AI và Siliconomy, nền kinh tế bán dẫn, trên toàn cầu. Họ cũng thông báo về chương trình sẵn sàng cho số hóa, Intel Digital Readiness Program, nhằm hỗ trợ, cung cấp kiến thức và giúp người dân, sinh viên, chuyên gia và lãnh đạo của 26 quốc gia trên toàn cầu tiếp cận với công nghệ AI và tận dụng cơ hội của nền kinh tế số. Đặc biệt, chương trình này tập trung vào 4 quốc gia là Mỹ, Đức, Hàn Quốc và Việt Nam, với Việt Nam là quốc gia đang phát triển duy nhất được tham gia chương trình đặc biệt này. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đã đánh giá cao những đóng góp của Intel trong việc nâng cao năng lực số của người dân và thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại các quốc gia đang phát triển trên thế giới.